đây là cái loại từ cân 1 cân cho đến cân 3. Đấy, thì tại vườn là người ta bán là 13.000 một quả. Đấy, còn cái loại này thì phải từ 2 cân 2 đến 2 cân rưỡi thì người ta bán là 18.000 một quả tại vườn. Còn cái loại này thì nó rơi vào khoảng độ cân rưỡi đến cân 8 thì người ta bán là 16.000 một quả. Đấy. Vườn bưởi là 40 hơn 40 năm tuổi và bứt ra thì là nâng niu từng quả một. Đấy. Người trên bứt, người dưới đỡ từng quả chứ không yên tâm là không sợ dập nát. Trên bứt, dưới đỡ, hướng tải ra đỡ.